không còn phải ngâm đi tới 3 đến 5 ngày như ngày trước nữa các bạn ha. Mà mình làm như thế này 8 tới 10 tiếng là mình có ăn ngay rồi. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình thay đổi không khí để quay và chia sẻ với các bạn món dưa cải chua sắp Tết rồi. Lúc trước mình có chia sẻ món dưa cải chua cấp tốc là một ngày, tức là 24 tiếng là có ăn. Nhưng mà hôm nay KT chia sẻ cái công thức này làm trong vòng 8 tới 10 tiếng là có dưa cải chua rất là ngon luôn các bạn. Không cần phải đợi lâu nha. Thì để làm công thức này mình thấy rất là đơn giản. Mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay cũng tương tự với công thức dưa rồi, nhưng mà mình làm sẽ nhanh, cấp tốc hơn mà ra ăn rất là ngon và sạch sẽ nè. Thì để làm cái này mình cần có dưa cải. Dưa cải này á, là mình mua về mình phải ngâm muối rửa sạch nha các bạn. Mình mua là khoảng 5 kg, để cho dễ nhớ mình mua khoảng 11 pound là 5 kg. Còn đây là đường thốt nốt nha các bạn, mình mua đường thốt nốt nguyên miếng này luôn, thì một miếng như thế này là 500 g. Bạn dùng hiệu nào cũng được hết á, mà khoảng 500 g nha các bạn. Muối mình cần có một chén muối dung, một chén muối dung mình cân là 300 g. Còn hành tím á, thì mình cần khoảng một tô hành tím như thế này thì khoảng là 5-6 củ nha. Và mình cần có giấm nữa. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp, mình cắt dưa cải và mình đi ngâm muối nha. Bạn nào mà thích để nguyên cây đó, thích để nguyên cây như thế này hay là mình cắt vừa miếng vừa ăn thì tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Còn mình thì mình làm cho nó gọn, mình cắt khúc và mình ngâm muối cho nó sạch sẽ ha. Rồi trước hết ở trong cái mâm này nè, mình cho vào đây một chén muối nha, để mình ngâm dưa cải á. Dưa cải thì mình cắt cái miếng vừa ăn như thế này nè. Mình tiếp tục mình cắt cho tới khi hết thôi, và mình ngâm ở đây trong nước muối này khoảng 15-20 phút nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ là sau khi mình ngâm được 20 phút rồi đó, mình rửa nó sạch nha các bạn. Mình rửa ít nhất là khoảng 4 nước để cho nó sạch cát rồi đó các bạn nha. Ở nhà mà các bạn mua mấy cái thau giống như vậy nè, dùng để mình rửa đồ mà là số lượng nhiều quá các bạn, rất là sướng. Để thau này là mình dùng rất là được nhiều cái lắm, giống như mình trồng rau, mình trồng rau ở trong cái thau này nè cũng được nữa. Bữa mình có quay mình chia sẻ mình trồng rau muống cho ngò rồi đó các bạn, mà mình rửa cái số lượng nhiều đã lắm. Sau khi mình rửa cái nước thứ năm rồi đó, là mình thấy nó sạch, nó trong nước trong veo luôn nè, thì mình sẽ cho vào trong một cái rổ để cho nó ráo nước bớt á. Đây các bạn ơi, trong khi chờ đợi cái rau cải dưa chua của mình nó ráo bớt nước thì mình đi nấu cái nồi nước này để lát mình ngâm nha. Thì ở đây mình có 9 lít nước. Mình cho vào đây đường thốt nốt, muối, giấm thì mình cho vào đây 1.6 lít nha các bạn. Và mình đợi cho nước sôi ùng ục nha, nước phải sôi ùng ục mình mới làm được nha các bạn. Rồi đây các bạn ơi, giờ nó ráo nước rồi nè, mình cho vào trong đây. Thì đây là cái thùng 22 quart là khoảng 20 lít rưỡi nè các bạn. Đó, thì mình sẽ cho nó vào đây hết luôn. Cái thùng này nó to cho nên là mình làm nó cũng dễ lắm. Có bạn sẽ hỏi mình thùng này mua ở đâu, thì mình mua trong Costco Business Center nha các bạn. Nếu mà ở Nam Cali thì có thể ghé đường Beach Boulevard đó. Ở đó sẽ có một cái Costco Business Center, bạn có thể mua ở đó hay là mua online nha. Mình sẽ để link mua online dưới phần mô tả. Thì cái thùng này mình đừng có để đầy quá, nên mình chế nước vô nó văng, cho nên mình để lưng lưng như thế này. Khi mình chế nước sôi vào đây á, nó sẽ xẹp xuống, rồi sau đó mình mới bỏ cái kế tiếp vô. Các bạn sẽ hỏi mình cái thùng này bằng mũ thì dùng có được hay không. Cái này là mũ loại dày làm cho ở nhà hàng á các bạn, cho nên là mình làm cái này không có sao hết nha. Còn cái hũ hôm bữa mình làm đợt rồi là bằng kiến, cho nên là nó rất là lâu nguội.
Và nó cũng nhỏ, nó không có đủ to đó. Còn cái này mình làm một hũ như thế này thôi, một nguyên một cái thùng như thế này nên nó khỏe hơn á mà. Bạn muốn bỏ mấy cái củ hành tím á thì các bạn bỏ bây giờ. Nhưng mà nếu được á, mình che nó lại, mình lấy rau cải mình che nó lại. Đó. Mình để nó ở phía dưới á các bạn. Đây các bạn ơi, khi mà nước nó sôi ùng ục như thế này nè là mình mới dùng nó nha, phải là sôi ùng ục luôn nha các bạn. Các bạn đừng có sợ cái dưa cải chua nó chín nha, mình đã thí nghiệm qua hết cho tất cả các bạn rồi và mình làm ăn rất là nhiều lần rồi, cho nên là đừng có lo về vấn đề này nha. Khi mà nó nước nó sôi ùng ục như vậy nè, mình múc và mình chế vào, mình cho vào trong cái thùng dưa cải chua của mình đó. Đây các bạn ơi, mình chế một chút thì nó xẹp xuống như vậy, cho nên là mình bỏ tiếp cái mồng lại nè, mình cho lên. Rồi bây giờ mình chế tiếp nước cho tới khi mà nó ngập qua đây luôn nha các bạn. Thì bây giờ nó còn nóng như thế này, các bạn đừng có đậy nắp nha, mình để đó cho tới khi nó nguội hẳn rồi mình mới đậy nắp lại. Thì khoảng 8 tới 10 tiếng sau là các bạn ăn là thấy được rồi đó. Dưa chua này, cái cách mình làm, mình chia sẻ hôm nay, nếu bạn làm công thức y chang là khoảng 10 tiếng sau là bạn rất là vui luôn á. Bởi vì có nguyên một cái thùng dưa chua này ăn, ăn miệt mài luôn. Để trong tủ lạnh ăn miệt mài luôn, rồi cứ hết rồi mình làm tiếp. Trong tủ lạnh mình lúc nào cũng có món dưa chua. Còn đây là chén hành lá, mình đợi khi nào mà cái này nè, nó nguội xuống khoảng vài tiếng sau mình nguội xuống rồi mình mới cho nó vào nha. Đây các bạn ơi, bây giờ các bạn thấy nó còn bốc khói phải không ạ? Cái này là sau nửa tiếng các bạn thấy nó trở màu vàng nè. Và 8 tiếng sau nó sẽ vàng và đẹp hơn nữa. Cái này là sau 1 tiếng rưỡi nó nguội bớt rồi đó, mình cho hành lá vào. Thôi, mới có 1 tiếng rưỡi mà các bạn thấy cái màu nó đẹp dễ sợ chưa? Rồi, mình ngâm ở đây tiếp nha. Đây các bạn ơi, sau 8 tiếng là nó sẽ nhìn như thế này nha. Cái này nè, mình sẽ vớt nó ra và mình cho vào trong cái hộp. Mình không có giữ cái nước các bạn. Bạn nào mà muốn nấu canh chua thì giữ một ít nước để lại nấu canh chua. Nhưng mà thường thường mình giữ lại chút xíu thôi. Còn số còn lại mình không có giữ lại. Có bạn hỏi mình là dùng lại để mình làm cho cái mẻ kế tiếp được hay không. Thường thường thì KT không có dùng, nhưng mà bạn có thể thử nha. Đó, mình vớt nó ra như vậy. Rồi mình cho nó vào trong cái hộp như thế này nè. Mình để trong tủ lạnh cũng cả tháng trời luôn á. Mà thường thường nhà mình ăn rất là nhanh, cho nên là mình ăn nhanh lắm các bạn. Làm nguyên thùng vậy mình ăn trong vòng vài tuần là hết rồi. Mình làm cái kế tiếp nữa. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Dưa cải chua cấp tốc làm 8 tiếng là có ăn ngay nè. Trời ơi, nhìn nó ngon quá chừng luôn nè. Vàng rực rỡ luôn, màu vàng tự nhiên rất là đẹp. Không còn phải ngâm đi tới 3 đến 5 ngày như ngày trước nữa các bạn ha. Mà mình làm như thế này 8 tới 10 tiếng là mình có ăn ngay rồi. Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Thấy một miếng này nè, mời các bạn nha. Nó giòn rụm luôn các bạn ơi. Cái độ chua, độ ngọt, độ mặn vừa phải luôn. Rất là vừa ăn, ngon quá chừng luôn. Ngon á. Còn cái lá nè, cái lá của nó thì dai dai nè các bạn. Đó. Cho nên mình thấy là 8 tới 10 tiếng, bạn nào mà thích thấm hơn nữa thì để 10 tiếng. Nhưng mà 8 tiếng là mình thấy nó rất là ngon rồi đó. Thế là mình có nguyên một cái thùng dưa cải chua để trong tủ lạnh để dành ăn nè. Và mỗi lần mình thèm mà xào với lại heo quay á các bạn, hay là nấu canh chua sườn non với lại ngò gai, hay là mình xào với lại lòng heo, ruột già, trời ơi ngon nức nở luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi xào
nguyên một cái dĩa to đùng luôn với lại heo quay. Heo quay tự nhà làm luôn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm đã theo dõi và ủng hộ kênh của KT trong những thời gian qua nha. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông đó và bấm chữ O, tức là cho tất cả đó, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình upload lên một cái video mới hay mình chia sẻ những món hàng giảm giá cực mạnh nè. Nếu bạn nào đã bấm rồi và nó nổi lên màu xám, chữ subscribe màu xám, thì đừng có bấm nữa nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.